Tiếp theo, mình sẽ dùng kem gừng massage vòng tay. Kéo thẳng tay của khách ra. Chúng ta sẽ đi vào đường kinh lạc, không đi vào đường xương của khách hàng. Đan tay của mình vào khách hàng, xoay tròn cổ tay. Bẻ cổ tay, bẻ ngón. Đi lòng bàn tay. Miết kéo ra khỏi đầu ngón tay. Đi trên phần bàn tay, xoay khớp xương, xoay ngón tay, kéo miết ra hết phần đầu ngón tay không? Đặt tay của khách hàng xuống, chúng ta sẽ đi kinh lạc. Khi chúng ta massage thì ngón tay của khách hàng tự động sẽ co như thế này. Biết ra phần ngón tay luôn. Tương tự với bên còn lại. Tiếp theo chúng ta sẽ gội nước 2. Lấy bọt, bọt phần tai và chúng ta sẽ massage tai bằng bọt. Sẽ lắng xuống vùng cổ vai gáy.
xà xong chúng ta sẽ rửa sạch lại bằng nước. Sau khi gội xả sạch với nước, chúng ta sẽ xả bằng dầu xả. Lưu ý muốn tạo cho dầu xả có độ trơn thì chúng ta sẽ thêm một xíu nước nhé. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành trải lược ở thông kinh lạc. Tương tự như với những đen còn lại. Xả sạch với nước. Thank you.